Gặp một trinh nữ đã đến hôn với một người tên là Giuse thuộc dòng dõi David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: mừng vui lên với đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bạn. Nghe lời ấy, Maria vui mừng và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Sứ thần liền thưa: thưa bà Maria, xin đừng sợ vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. Ngày đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ lên cao cả và sẽ được gọi là con đấng tối cao. Đức Chúa là đấng sẽ ban cho người ngai vàng của David tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Jacob đến muôn đời và triều đại người sẽ vô cùng vô tận. Maria nói với tinh thần: việc ấy xảy đến thế nào được vì tôi không biết đến việc vợ chồng. Sứ thần đáp: Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà và quyền năng đấng tối cao sẽ bỏ bóng trên bà. Vì thế đấng thánh bà sắp sinh ra sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Và kìa, bà Elizabeth người họ hàng với bà tuy già rồi và cũng đang ngưng mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi và nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa không có gì mà Thiên Chúa không làm được. Bây giờ Maria nói với Thiên Thần: vâng, tôi là nữ tỳ của Chúa, tôi xin người thực hiện cho tôi như lời sứ thần đã nói. Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Đó là lời kỳ diệu của lời kinh minh tôi.
và chỉ dĩ nhiên không phải là đọc nhiều, đọc to, đọc là đáng kể, cũng chẳng phải là chúng ta làm thế nào đấy để đừng làm cho người khác bảo rằng tháng 10 tôi lười đọc kinh mừng rồi. Nhưng tôi nghĩ rằng trước hết phải có một bầu khí cầu nguyện và chiêm niệm, phải ở trong cái trạng thái, cái tư tâm trạng của mỗi người chúng ta. Và khi cầm chặt giữa bên tôi để rớt ra lời kinh nghiệm mừng, chúng ta cần nghỉ ngơi bồi dưỡng để nghe Chúa nói ở bất cứ hoàn cảnh và công việc lúc nào. Vì thế không được coi lần giữa bên tôi như là một việc làm cho xong. Giống như hộp bên tôi ở trong một bản bảo rằng một ngày phải lần chuỗi bên tôi 50 một thành viên, rồi không làm anh ấy sợ sệt, sợ phạm tội, sợ lỗi với thủ bản. Không phải thế, chúng ta cầm chàng chữ bên tôi như diễn tả lại câu chuyện của bài sách Công Vụ Tông Đồ hôm nay. Chúng ta cùng với giáo hội bên Đức Trinh Nữ Maria để thấy được sự lan tỏa của mầu nhiệm Chúa cứu thế, mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa muốn cứu độ, và đó là kế hoạch của Thiên Chúa đối với toàn thể nhân loại và hoàn thành cuộc sống tốt đẹp ở trần gian này, nơi Đức Giêsu Kitô. Các tông đồ ngồi bên Đức Mẹ lãnh nhận ơn cho Thánh Thần, rồi mạnh mẽ ra đi loan báo tin mừng. Khi lần chữ vân tôi với Đức Trinh Nữ Maria, chúng ta bảo lấy tâm tình của các tông đồ và của Đức Trinh Nữ Maria hôm nay, chúng ta mở toan lòng của mình để đón nhận ân sủng của Thiên Chúa qua Chúa Thánh Thần. Từ đó chúng ta được đổi mới, được phổ dưỡng ở nơi cuộc sống trần gian này. Thế nên trọng tâm của việc lần chuỗi không phải là đọc các kinh, mà là suy niệm các mầu nhiệm của Đức Giêsu Kitô, khởi đi từ mầu nhiệm nhập thể đến biến cố chôn tan sống lại và lên trời qua việc suy gẫm mồ vui sáng thư vực. Các mầu nhiệm này được gợi lên từ đầu mỗi trực hạt. Các mầu nhiệm tốt đẹp kia là phương tiện tuyệt vời để giúp chúng ta chìm sâu vào việc kết hiệp với Thiên Chúa đấng đang cứu độ chúng ta, mà các thánh đã sáng ví mầu nhiệm bên tôi là một tin mừng rút gọn. Vậy nên tôi mời gọi các bạn anh chị em, và tháng 10 tháng bên tôi, tôi lại dọc lên một hồi chung để tôi mời gọi các bạn anh chị em chịu khó lần chữ bên tôi. Và khi lần chữ bên tôi, chúng ta đưa lịch sử cuộc đời của chúng ta vào trong lịch sử của Đức Giêsu Kitô trong các mầu nhiệm mà chúng ta suy ngẫm. Tôi nghĩ rằng lịch sử của cuộc đời tôi, của bạn chị em không khác lịch sử của cuộc đời Đức Giêsu Kitô. Chúng ta không có ngày sinh, chúng ta không được cha mẹ chăm sóc, chúng ta không được lớn lên, rồi chúng ta lắng nghe đức tin, chúng ta ra đi loan báo tin mừng cho anh em của mình. Chúng ta cũng được người ta phỉ báng chống đối, chúng ta cũng được vu oan, chúng ta cũng được hiểu, chúng ta cũng bị hiểu lầm. Cái chết chôn tan trong mộ, và không phải nơi đây là chấm dứt, mà là một cuộc phục sinh và lên trời. Vậy nên khi lần chữ ngân tôn, chúng ta đưa lịch sử cuộc đời của mình vào trong lịch sử của cuộc đời Isidro, để làm sao đó lịch sử của đời tôi đồng hóa với lịch sử của Đức Giêsu Kitô, và từ đó tôi và Đức Giêsu Kitô nên một nhờ việc lần chữ bên tôi với Đức Trinh Nữ Maria. Và từ đó tôi có thể nói mạnh hơn, chúng ta trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Giêsu Kitô, và như vậy hành trình lịch sử của cuộc đời của mình là hành trình lịch sử của cuộc đời Đức Giêsu.
Jesus Kitô được tái diễn lại trong thế giới, trong cộng đoàn, trong giáo phận, trong giáo xứ, trong gia đình, xóm ngõ của chúng ta hôm nay. Và như thế việc làm Chúa Thân Tôn là chúng ta hòa lại con người của Đức Jesus Kitô nơi cuộc sống của chúng ta. Như vậy không còn là một cách bay bóng, không còn là đọc cho xong một bản kinh, mà là hòa lại cuộc đời của Chúa Giêsu nơi cuộc đời của mỗi người chúng ta. Để nếu chẳng may chúng ta có bị buồn phiền vì chống đối, vì bạch hà, vì hiểu lầm, chúng ta nhớ rằng Chúa Giêsu còn bị nhiều hơn chính ta. Nếu chẳng may chúng ta bị đau khổ về thể xác do một căn bệnh nào đó chúng ta đang mang vác, có thể là một căn bệnh nan y chăng, chúng ta hãy nhớ rằng Chúa Giêsu đã bầm dập thân thể của Ngài, không khác gì chúng ta đang chịu một chút đau đớn này. Và nếu chẳng may trong gia đình, trong xóm ngõ có người qua đời, chúng ta hãy nhớ rằng Đức Giêsu Kitô cũng đã chết, Ngài cũng đã an táng, và viên đá lấp cửa mộ không chấm dứt tạm tính, nó được mở tung ra của Ngài phục sinh và lưu truyền. Tham dự thánh lễ hôm nay, chúng ta hướng đến Chúa Giêsu biến cuộc đời của chúng ta, lịch sử của chúng ta thành cuộc đời và lịch sử của Đức Giêsu Kitô khi chúng ta chuyên chăm lần Chúa Thân Tôn, không phải trong tháng này mà trong suốt cuộc đời của mình. Nếu có chán, nếu không thấy đi đến đâu, chúng ta vẫn không nản, vẫn tin tưởng cầu xin và cố gắng làm việc vân vân lần Chúa cho tốt. Thiên Chúa Đức Chúa Trinh Nữ Maria nghe không bỏ rơi chúng ta, những người con thiện chí như vậy. Tương lai của những người lần Chúa Vân Côi chuyên trong sẽ đẹp, vì Chúa Vân Côi là tìm thấy chỗ đứng của mình trong lịch sử cứu độ, tìm thấy sức mạnh mới để thi hành vai trò của mình trong lịch sử ấy. Hiểu như vậy, lần Chúa Vân Côi là một thứ lễ dân và lễ dân tốt, giúp chúng ta sống trọn vẹn căn tinh của Kỳ Tổng Đồng. Ngày hôm nay, xin cho giáo sư chúng ta lãnh đạo đổi cảm ơn thánh hơn nữa khi chúng ta chầu thánh thể thay cho giáo phận. Xin cho mỗi người chúng ta đến nhà thờ này ngày hôm nay chầu thánh thể không đang phải ra về thay không, mà luôn lãnh đạo đầy và dồi dào ân sủng của Chúa. Xin mẹ Maria Vân Côi ban ơn gìn giữ hộ Vân Côi, để mỗi người chuyên chăm lần Chúa Vân Côi không phải chỉ mang lại ích lợi cho mình, mà còn ích lợi cho người khác, cho các anh chị em trong tổng hội Vân Côi, cho thế giới và cho mọi người. Xin thánh Teresa ngày hôm nay không được hưởng kính, nhưng trên thiên đàng Ngài cũng cầu 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 Chúa cho các sư, cho ca đoàn Teresa, để mọi người không ai tới dân thánh lễ mà phải ra về thành công. Tôi đến kinh một